và lời đầu tiên thì Hương xin gửi đến tất cả các quý thầy cô cũng như các anh chị và các bạn sinh viên một lời chào thân ái nhất. Vâng, và để liên tục chương trình mở đầu ngày hôm nay thì Du xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc mang tựa đề Người Thầy, sáng tác nhạc và lời Nguyễn Nhất Huy. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Sao em đến hết.